Với 100.000 đồng, ăn sập khu phố ngay gần trường Trung học phổ thông Chu Văn An là có thể không? Hoàn toàn có thể chứ các bạn. Theo chân Hiếu Voi nha. Đầu tiên mình ghé hàng tàu phớ đối diện trường Chu Văn An. Mình gọi ngay hai suất tàu phớ full topping bao gồm thạch, trân châu với giá chỉ 10.000 đồng một suất. Chờ chú bán hàng múc tàu phớ ra cốc và thưởng thức nào. Tàu phớ mềm, nước hoa nhài ngọt dị cùng thạch giòn giòn và trân châu. Mình thấy quá là hợp lý cho mức giá chỉ 10.000 đồng một cốc. Múc múc thêm đô phát là bay ngay hai cốc tàu phớ rồi. Trả tiền cho chú và đứng dậy đi tiếp thôi. Trên đường đi ấy thì mình còn tia được thấy có hàng bánh bông lan nhân nho với giá chỉ 25.000 đồng một cục. Xếp bánh lên và lại đi tiếp. Mà mình thấy có hàng há cảo bánh tôm khá là ngon nên mình quyết định gọi ngay ba há cảo, một bánh tôm, một bánh gối với mức giá chỉ 30.000 đồng. Chấm chấm há cảo với nước mắm chua ngọt, thêm vài miếng bánh tôm giòn giòn, nhân tôm ngọt, thêm một vài miếng bánh gối thì trời ơi quá đã luôn ý, mà chỉ tốn có 30.000 thôi. Xong xuôi mình dạo bước ra công viên gần đó để thử một bánh nhân nho, kiếm một chỗ ngồi bóc ngay một miếng bánh, bánh mềm, ngon, nhân nho thì giòn giòn ý. Mà mình lại tia được stand bò bìa ngay gần hồ Tây, mình như một cơn gió mình lao ngay ra và mình gọi ngay hai suất bò bìa với giá chỉ 10.000 đồng một suất. Ngồi thưởng thức bò bìa với lớp dừa béo béo này, kẹo mạch nha và bánh mềm, ngắm cảnh hồ Tây về chiều quá đỗi thư giãn các bạn ạ. Mình vẫn dư ra 5.000 để tí nữa mình gửi xe đi về. Chào các bạn, Hiếu đi về đây. Các bạn ơi, các bạn có thử thách tiếp theo gì thì nhớ đặt ra cho mình nha.